Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đông phết nhỉ anh em. Hiện tại thì Kẹo đang chơi game bằng Xiaomi Black Shark 2 nha. Ui, thằng nào lại lượm ngay bản đồ kho báu ngay cạnh đây. Ok ok. Hello, người đâu? Đây à? Ở đây à? Lên bảng điểm số. Tính chơi với anh mà dễ hả em ơi? Thế là xong rồi thằng bé này. Ok. Người đâu hết cả rồi anh em. Wow, ngay phía sau mình có người à? Để coi. Hello hello, bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn đây hả? Bạn đây hả? Ui, bạn đây hả? Ui, ok, vỡ đầu. Thanh niên tính chơi sĩ kẹo. Đây, ok. Kẹo sẽ quần máu cái đã anh em ơi. Đấy, quần máu cái đã, chưa cẩn thận. Để sống ra nó anh em. Anh làm stream do đam mê hay là nghề nghiệp vậy anh? Ui, có đam mê thì mới làm cho em. Ok, đã có được gì đây anh em ơi? 2 kill. Ít kill quá nhỉ. Hỏi để em còn mua. Hiện tại thì Black Shark 2 chưa hỗ trợ 60fps đâu em ơi. Có anh là anh bật được 60fps là do có thủ thuật nhá. Đấy, nói chung Shark 2 để chơi game quá mượt mà rồi anh em, không phải bàn cãi nữa rồi. Bây giờ nó là cái điện thoại gaming phone hàng đầu luôn anh em ơi. Này còn ai không nhỉ anh em ơi? Wow, 32 người trên nữa cả. Đông ghê vậy ta. Chúng ta sẽ cùng đi kiếm người nhé anh em. Đây, mình sẽ chạy qua phía này coi. Wow, mai mấy giờ anh like tiếp vậy? Mai có lẽ là vẫn là 20 giờ tối nha các bạn ơi. Mình sẽ ăn nốt cái nấm này luôn. Nấm ba củ hả? Ngon. Ơ, cái đậu xanh. What the hell, cái đậu xanh. Thanh niên này làm gì vậy? Ui, ngồi trốn trong bụi cây à? Wow. Em ơi, dùng cái MP40 hường này nó mới tăng sát thương sấy mấy phê em ạ. Đấy, em đang xài Note 6 Pro đấy. Còn anh thì cũng dùng Xiaomi này, nhưng mà Xiaomi Black Shark 2 nhá. Wow, để coi nào. Bây giờ chúng ta sẽ lên phía cổng trời thôi nha anh em ơi. Em sang một nè, thì anh cũng từ sang một Black Shark 2 mà em ơi. Sang một để chơi game Free Fire vẫn đang còn rất là tốt nhá. Đấy, rất mượt luôn. Lên trên nào anh em. Hai mươi lăm người chơi nữa thôi là chúng ta đã được top một rồi. Ui, dính ngay full NG. Mình sẽ chạy lách qua phía bên trái này đấy, không ham gì anh em ơi. À, anh sinh năm 1999 nha em. Ôi, em ơi, anh like từ lúc 8:30 thì bây giờ 11:30 nghỉ like thôi chứ sao nữa em. Đâu có muộn đâu em, bình thường mà, không muộn đâu. Chuẩn bị lên trên phía cổng trời này các bạn ơi. Mình sẽ chạy lách nó ra một xíu mà thôi. Vào tạm căn nhà này coi xem là loot được gì nữa hay không. Bắn làm sao lên tay nhanh vậy anh hả? Anh cũng không biết nữa, bởi vì anh chơi gà mà. Cái này các bạn phải hỏi những cái cao thủ Free Fire, còn mình chơi gà. Mình chỉ giải thích cho anh em được về những cái ui, những cái lối chơi chiến thuật của game này, cũng như là những cái thông tin về game thôi. Anh hả? Nhà anh bua em ơi, nhà anh đâu có dích đâu em. Em thấy Note 6 Pro của em chơi game vừa rồi anh, còn anh thì vừa chơi game lại vừa phải quay lại màn hình nữa, nên là sẽ cần một cái máy nó mạnh mẽ hơn anh em ạ. Ui,
Kiếm người thân nào anh em ơi, 22 người chết nữa à? Ok. Mai chắc là 20 giờ tối thì anh vẫn like nha em ơi. 20 giờ tối like bình thường nhá. Wow, để con nào. Chạy xuống phía dưới và chúng ta chưa thấy ai cả. À, chỗ này có người nha. Ui, mình thấy nó rồi thì phải anh em ạ. À, bụi cây. Thế nó ở ngay phía trên. Dựng một keo này em ơi. Có một chiếc xe khá là gần nhá. Rồi mình sẽ chạy qua bên này luôn. Nó lấy một tật chắc nó chạy anh em ạ. À, cái đậu xanh. Xe bay lên nóc nhà anh em ạ. Ui, xe bay lên nóc nhà anh em ạ. Ui, hẳn là xe bay lên nóc nhà luôn ạ. Ghê chưa anh em ơi, ghê chưa. Chạy nào anh em. Ui, nó xấy mình căng quá. Anh em ạ. Ui, đây là một cái màn gọi là màn quăng xe lên nóc nhà của sĩ kẹo. Đấy, quăng xe cả địch, quăng xe của kẻ địch lên nóc nhà thì nó lại gắt quá rồi anh em ạ. Anh em thấy gắt chưa? Quá gắt luôn ạ. Một đứa đang ở ngay trên tầng 2. Kẹo trên này lại không có bom keo cơ. Nó ngồi ngay trong gian buồng kia. Quẩy đậu xanh. Quẩy đậu xanh ghê vậy. Ui, đã bị đai rồi. Buồn quá anh em ơi. Thế là xong rồi anh em ơi. Không sao, vẫn được cộng điểm nhá. Ok. Ui, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.